Trong cái lúc mà tụi chơi với nhau thì chính ông là người đã giang tay ra cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi không bao giờ dám nói ra cái sự thật này. Thằng Tuấn, nó không phải là con của ông. Bà sẽ không hỏi con đang làm cái gì. Bà chỉ hỏi những gì con đang làm, con có hạnh phúc không? Giải thoát cho em đi. Em nhìn lại cái hình cưới nè, đẹp chưa? Có bao giờ em hỏi là vì sao anh lại lấy em không? Vì sao? Vì anh chưa bao giờ yêu em hết. Đây. Đây. Ra phòng khách ngồi cho nó mát, cho nó thoáng. Ở trong phòng ngủ hoài nhiều khi nó hầm hơi, nó bí, người nó mệt mỏi. Ngồi đi ba. Ngồi đi. Uống trà, tôi mới pha bình trà còn nóng mà, uống không tôi rót ba ly. Thôi. Hả? Uống trà tối tôi ngủ không có được. Vậy thôi đây. Em uống trà thì đây. Đây. Cái này cái thôi mặt. Trời ơi. Giờ mặt mũi nhìn như con hoa vậy mà soi cái gì? Đây đây, tôi chải tóc cho bà. Tháo ra tôi chải tóc hay là bà cứ cột tóc hoài vậy? Thôi, tóc tôi giờ còn có mấy cọng mà chải cái gì? Đâu mà nay bài ra tùm lum vậy nè. Thì mấy cọng thì chải theo mấy cọng. Cho nó vui chứ sao bà, cho bà sống bi quá. Mà đã bác sĩ nói là nói vậy thôi chứ đâu phải là vậy là vậy không? Thì giờ còn được ngày nào hay ngày đó chứ biết sao giờ. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Tôi nghĩ là cái gì cũng phải có hướng giải quyết. Thấy không? Nhiều khi ông bác sĩ là ông đâu phải thần thánh. Ai cũng phải có cái sai chứ. Máy móc nó làm nhiều quá thì có ngày nó cũng phải sai chứ. Cái làm gì có chuyện bác sĩ nó thôi về nhà nghỉ ngơi. Ở đâu ra? Mình đi mấy cái bệnh viện rồi chứ có phải một cái đâu. Thì ý là mình cứ sống là tích cực lên bà, sao bà tiêu cực quá. Thấy không? Ngày nào ngày nấy từ từ lo. Trời ơi, rồi từ ráng đi rồi khỏe lại rồi tôi chở đi leo núi rồi chơi. Trời. Ta nói bây giờ thở, không biết thở nổi không chứ. Ở đó mà leo núi. Trời ơi. Mình càng già càng bệnh là mình càng tập dưỡng sinh, leo lên núi để hít thở không khí trong lành. Thôi ông ơi. Nói cho bà đừng có bệnh hoài. Cái tâm lý mình là chính, bà hiểu không?
chứ không phải là bệnh là sẽ bị. Bà cứ nghĩ không, tâm lý ổn định vượt qua tất cả. Tôi cũng có muốn vậy đâu, mà bây giờ cái sức khỏe mình nó không cho phép mình thì phải chịu thôi. Đừng, đừng có vậy. Nhìn những người hàng xóm mình là bà phải, mình nhìn để mình biết quan trọng tâm lý là chiến thắng hết, nghe chưa? Rồi bà cũng phải, cũng phải phải cố gắng phải để mà nhìn cái sự thành công của thằng Thuận, thấy không? Mới có 30 tuổi đầu mà bây giờ trưởng phòng, hãnh diện không? Ủa con? Dạ ba. Đi đâu hả? Ủa? Đi làm. Ủa? Nay đi làm hả? Mai con đi nhận chức, ba quên rồi hả? Con nói hôm qua rồi. Ờ quên. Bữa nay là chính thức là nhậm chức trưởng phòng. Thấy đã không? Giờ sáng giờ ăn uống gì chưa? Ba làm cho con ăn rồi. Sao mẹ ngồi đây? Ra sao vô giường ngủ? Vô giường bả nằm cả ngày rồi, ra đây cho nó không khí, cho nó trong lành. Giờ hôm nay sao rồi? Nó đỡ hơn hôm qua được một chút. Hôm nay là ngồi được rồi nè, chứ hôm qua là mẹ nằm suốt. Hôm qua con với ba bàn á, đợi mẹ khỏe, gia đình mình đi Đà Lạt chơi. Sao cha con bay giống nhau quá à? Cha con không giống nhau, giống dài. Thôi đi, nghỉ ngơi ngày nào đỡ ngày đó. Nhưng mà mẹ nói với con á là mẹ muốn đi xứ nào mát mát, lạnh lạnh, có hoa, đúng không? Ừ. Thôi tới khi nào khỏe đi rồi tính. Hôm nay nha, con lên trước á, tối nay chắc về gia đình mình ăn lớn nha. Mẹ thích ăn cái gì? Cái gì cũng được. Trời ơi, cả xóm này nó đang đồn. Đồn gì ba? Nói con của hai chồng cha này học gì ghê, mới 30 tuổi rồi trưởng phòng. Tao nói trời trời, ba má nó giỏi, đào tạo nó giỏi, gia đình đàng hoàng thì con đàng hoàng. Chính con, xác. Con ông bà trời ơi, bây giờ tào lao hết trơn. Thì đâu có lỗi. Thôi đừng có khen con mình mà chê con người ta. Bà lạc hậu. Cái gì nó tốt là mình nói nó tốt, cái gì nó xấu là mình nói nó xấu. Tại sao nó được trưởng phòng, đẹp trai giỏi giang, nó giống ai? Giống bà đúng không? Đúng chưa? Chứ còn ai nữa? Sao vậy? Sao mày cứ ngao ngán vậy? Mệt quá giờ. Bà tức đó, giống giống bà mà không giống bà tức. Không làm như con. Xấu tính, xấu tính. Con mình ổng nha. Chắc ổng tự đẻ con ra hay gì. Thôi, bây giờ sao? Cho chai. Chi vậy ba? Con có tiền. Mày cất đi, bà thấy bà lấy lại bây giờ. Cái gì mà cho con một triệu dữ vậy nè? Lấy chai. Ăn phở. Tô phở đâu mà có 1 triệu thôi giữ. Cái chỗ gì đó mà cái tòa nhà cao cao đó, vô ăn tô phở cho nó sang. Bên đây ngày ngày nhận chức ba, ăn tô phở cho nó cái sang. Cái chỗ mà 81 tầng hả ba? Tao đâu biết bao nhiêu tầng, lại gì vô đó được đâu biết. Cất đi, cất đi. Cất đi, bữa nay là nhậm chức, là ngày mai bắt đầu là trưởng phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Mai cho chai nữa. Rồi. Cất đi. Ba con sợp ghê đó. Thôi nói chứ bây giờ 8 giờ rồi, con phải tới công ty. Ừ, đi đi con. Đi nghe sớm, nhà, về nha. Sớm nha. Trời ơi. Thùng ba một cái kìa. Trời ơi, đàn ông muốn nhớ kỳ lắm. Thôi, ba mẹ ăn đi. Đi nghe con. Dạ, con để con trưởng thành, làm chức này chức kia. Trời ơi trời, hàng xóm chị đâu có nổi, lát mắt hết. Bà sao vậy? Bà còn thở không vậy? Nha. Mệt thì nói tôi biết, có gì tôi đưa đi bệnh viện kịp nha. Thôi bây giờ ngồi đây để tôi xuống tôi kiếm cái gì tôi nấu cho bà ăn nha. Trời ơi. Ông ơi. Hả? Gì? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông ngồi xuống đây, ông nghe tôi nói đi. Thằng
Có gì đâu mà nói gì cái chuyện gia đình nói hoài. Ngày nào cũng nói mệt quá. Thôi ngồi đây để tôi nấu gì ăn nha. Thằng Thuận nó không phải là con của ông. Trong cái lúc mà tôi chơi với nó thì chính ông là người đã giang tay ra cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi không bao giờ dám nói ra cái sự thật này. Thằng Tuấn, nó không phải là con của ông. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Tôi xin lỗi bà. Vì tôi không thể cho bà một đứa con. Nó không phải là con tôi. Dạ tôi biết bà cũng nhiều lần muốn bỏ tôi mà đi. Đã rất nhiều lần tôi đã
muốn dắt thằng Thuận đi, nhưng tôi không thể. Tôi không đủ can đảm để nuôi con một mình. Và thằng Thuận nó cần một người cha. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ông. Chết gì vậy? Tôi luôn coi nó là con của mình và chăm sóc cho nó từ nhỏ cho tới bây giờ. Chưa có giây phút nào tôi nghĩ nó không phải là con của tôi. Tại sao? Tại vì tôi yêu bà. Tôi cưới bà không phải vì tình yêu, nhưng tôi sống với bà là vì tình yêu. Nhưng tôi cũng là một người không dám đối diện với chính tôi. Tôi không bao giờ dám ngồi trước mặt bà để nói rằng là tôi không thể có con. Khi tôi biết rằng mình không thể có con, tôi đã từng buông bỏ đi. Nhưng vì yêu bà, càng yêu bà thì tôi càng không dám nói. Ông không cần phải nói, bởi vì tôi biết điều đó mà. Vậy tại sao bà không bỏ đi? Bà ơi, tại sao bà không để tôi một mình? Bởi vì tôi yêu ông. Tôi yêu ông nhiều lắm. Càng yêu ông nhiều bao nhiêu thì tôi lại cảm giác tội lỗi bấy nhiêu. Dằn vặt lắm chứ, đau đớn lắm chứ. Tại sao tôi và ông, chúng ta yêu nhau đến với nhau, nhưng không bao giờ dám đối diện với nhau? Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Vì tôi ít kỹ, tôi chỉ nghĩ tới cảm xúc của tôi mà tôi không nghĩ tới cảm xúc của bà. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà. Xin lỗi bà. Mình ơi, ông đừng có nói vậy. Đừng nói. Lỗi bà.
đến giờ phút này được. Tôi và ông cứ xin lỗi nhau hoài như vậy thì cũng có được gì đâu. Mình thương nhau, hiểu nhau là được. Tôi thấy con người ta ngộ quá ông ha. Khi mà được sống thênh thang thì lúc nào cũng muốn đưa mình vô ngõ cụt. Nhưng mà khi đang ở ngõ cụt thì luôn khát khao để có được một cuộc sống thênh thang. Bà đừng có nói vậy. Đừng có nói vậy. Quan trọng là sống với nhau không cần phải cả đời, chỉ cần những ngày sống với nhau, làm cho nhau hạnh phúc là đủ. Một ngày hạnh phúc nó còn hơn cả ngàn lần một đời đau khổ. Còn nước còn nát, còn con mình nữa ba ơi. Lộn đầu. Thấy chưa? Nhà gái. Trời, mua nhà thành phố rồi. Nè, có nè. Để tôi quay một vòng mà coi nha. Thấy chưa? Trời ơi. Mắc lắm. Nghe nói nè, 5-7 tỷ gì á. Trời, nhà trên này mắc lắm chứ phải nhà với mình đâu. Ở với mình là 5-7 tỷ là mình mua được cái sân vận động luôn á. Sân mình 5-7 tỷ rồi có chúng mà. Gái tôi dạ giữa làm ăn được lắm, nó giỏi lắm. Nó hả? Thư ký giám đốc. Nó nói một lần 5-6 tiếng. Đi Tây Ban Nha rồi tiếng Ý, tiếng Thái Lan vậy nói hết. Nó nói được nhiều tiếng thì mới có nhiều tiền. Qua tháng đi rủ cha tám rồi mấy bà xung quanh này, lên chiếc xe du lịch rồi lên để chơi. Rồi đi đầm sen đạp vịt rồi còn về. Vậy thôi nha. Cúp máy đi, tốn tiền. Ủa con, nghe ba nói chuyện hỏi với ai vui vậy? Bà Chính. Vậy á hả? Ừ. Ba nói gì với Chính vậy? Quy đéo con cho bà. Cho bà coi nhà. Nói gì ghê vậy ba? Nói vậy ta nghe ta cùi chết à. Video. À video con. Đó, đừng có nói vậy nữa nha không. Video con xong rồi bà thấy cái nhà bà kêu. Bà kêu ở đâu hả? Nó đang ở thành phố. Ở nhà, nó nhà gái tôi bảo không tin. Nó trời nó đi làm ghê, nó nói 5 thứ tiếng. Mỗi thứ tiếng kiếm 1 triệu. Một ngày kiếm nói 5 thứ tiếng kiếm 5 triệu. Bà tính đi. Thôi ba, đừng có gọi về khoe con vậy nữa. Trời, trong cái xã mình chỉ có một mình con là có nhà thành phố thôi. Biết rồi, nhưng mà thôi mình giấu đi, đừng có nói ra không có nên, biết không? Giấu gì giờ, bà nói nguyên cái xóm mình là tuần sau bà đóng mướn chiếc xe 15 chỗ làm nhà con, bà chơi xong bà đi đập dịch đầm sen luôn à. Trời ơi, cái gì bao nhiêu người? 15-16 người nội chơi thôi, cái trong phòng khách cũng chứa không đủ nữa. Bà có xếp hàng dài nè, rồi ăn bánh uống trà xong đi thôi à. Trời ơi, ba làm giống như con là người nổi tiếng hay cái gì vậy? Trời ơi. Nói bà nghe nè, mặc dù là biết là mình có không vậy gì, nhưng mà bà thái mà mấy người già mà con cái thành đạt, bà khoái mà sao con kỳ quá. Bà khoe người ta thương không nói, mà cái người nào người ta ghét mất công lắm. Bà thương, bà khoái. Bà nói hả, con anh á là hả niềm tự hào của shop. Chứ con bả thằng rít phan gì đó.
Bây giờ nó không có mê con gái nữa, nó đi theo đàn ông luôn rồi. Trời ơi, hồi nhỏ là con nghi rồi. Bị gì nó qua nhà mình chơi là nó cứ giành búp bê con không à. Con á, con tranh thủ vậy. Tranh thủ gì ba? Cũng hai mấy gần 30 tuổi rồi. Để à, con lẽ ở vậy hoài. Trời ơi, tôi không sợ mấy cái vụ này quá à. Đó, ho rồi kìa. Mỗi lần mà đi về quê hay là gặp ba là lúc nào cũng bị hỏi cái câu là bao giờ lấy chồng. Mệt, con là con không bao giờ lấy chồng, ở vậy với ba tới già luôn. Trời trời, làm hũ mắm treo đầu giường hay gì? Phải lấy chồng đẻ cho ba mà hỏi đứa ba bỏng, ba bầm chứ. Giờ má mày mất rồi, có mình tao mà tao ở lủi thủi dưới quê đi ra phun chó đi với sao phun chó có ăn chó với gì được. Ôi, khi nào mà con kiếm được người nào mà thương con như ba cũng lắm. Thương con như ba ở đâu ra, ba thì có một trên đời. Giờ muốn lấy chồng phải không? Không phải là ấy. Lấy chồng là mai mốt là con ở bên chồng là hả, không có thăm con được nha. Lâu lâu mới lên lần đó nha. Trời ơi, tao không cần đâu. Không cần đâu con à. Về chồng chắc hạnh phúc và vui à. Phải không? Mà lúc đó đừng nói nhớ con rồi gọi điện thoại khóc hu hu nha. Trời trời, đành lắm. Thằng ông mà khóc hu hu. Thở ơi, anh tới rồi nè. Em ơi, không nên tự chói mình lại. Anh biết em rất thích chờ đầy đúng không? Thở ơi à. Anh à, đây rồi à. Em là đúng không? Đâu cái gì nè? Anh điên hay lắm. Em, em à. Sao em mập vậy? Dạ ơi, em ơi, em phải đây rồi, em ơi, em... Trời ơi, trời em có con hả vậy? Ôi, trời. Ai, ai vậy? Tao là Thỏ nè. Anh gì vậy? Ai vậy? Ba em đó. Sao vậy, sao tự nhiên qua đây chứ vậy? Quang phải gọi trước chứ. Trời em sao vậy? Nhà nhà tụi mình mà. Anh muốn quay lúc nào qua chứ em sao vậy? Nhưng mà bây giờ đang có ba em ở đây, anh làm cái trò đó chứ vậy? Trời, làm sao mà anh biết được, bình thường mình cứ làm mấy trò đó, em có nói gì đâu. Ba xin lỗi ba đi. Ờ, dạ con chào. Cậu Lai mà cậu vô đây, cậu Thỏ, cậu Rùa ở đây. Cậu bị mắc bắt dê ở đây hả? Dạ, thưa ba đây. Ai? Dạ, anh Thuận, ảnh là giám đốc của con đó ba. Dạ thì... Chào con, mình lâu lâu mình phải chơi Thỏ và Rùa rồi, bác là con Thỏ. Dạ, giám đốc. Dạ, con mặt hiểu, con xin lỗi bác. Dạ. Giờ chơi không, để bắt lấy cái dây khác, bắt cột cho nó bự. Thôi thôi ba, được rồi ba. Ảnh vui tính, anh hay giỡn. Ôi, vậy bác mới lên chơi hả bác? À, bác mới lên chơi, đẹp trai quá. Dạ, con chào bác. Uống cái nước cậu. Dạ, dạ, dạ. Ba cứ ngồi xuống bình thường đi ba, cái gì vậy ba? Cảm ơn cậu hỗ trợ con gái tôi ha. Chứ ở dưới quê mà, cũng học không được nhiều. Thì cậu cũng có học ở nhiều, học nhiều nơi, cậu biết nhiều chuyện rồi, có gì cậu giúp đỡ em nó. Chứ em nó cũng nhiều khi nó ăn nói bổ bả là nó cũng không có bá thì đó. Dạ thôi bác, bác đừng có nói vậy, con thấy dạ là ngoan lắm rồi. Bác yên tâm nha bác. Dạ. Ủa, vậy bác ở đây chơi lâu không? Dạ thì tôi cũng mới lên. Đây quên. Cái gì vậy bác? Có mua ít khô lên. Thôi đó, thôi cậu ba, đem về dùng. Ba ơi, anh Thuận anh không có ăn mấy cái nó này. Hơi hôi nhưng mà ngồi nhâm nhi nó ngon. Mắm ăn mắm được không? Dạ được. Dạ ba cất vô đi ba. Anh Thuận anh không có quen ăn mấy cái này đâu mà. Thật ra cái mùi nó thẩm thẩm nhưng mà nó thơm lắm. Dạ. 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 Cho nên bây giờ tôi có mình nó tôi lo. Có gì cậu giúp giùm tôi, cậu lo cho nó. Ba. Dạ. Thôi, tôi vừa cơ cậu tới đây chơi thì cậu chơi. Tôi đi xuống bếp tôi coi có gì nấu miếng cơm ăn. Dạ. Có gì cậu giúp đỡ nó chứ, gia đình từ khi má nó chết thì cũng có gì. Dạ. Có gì cậu giúp đỡ giùm tôi. Ba, sao mà cứ giúp đỡ hoài vậy ba? Ba đừng có khách sáo, dù gì con cũng là bạn trai của dạ mà. Tôi biết mà, tôi nhìn thấy tôi biết kèo. Dạ. Tao cảm ơn cậu. Dạ. Ngồi chơi cậu ha. Dạ bác vô nghỉ ha bác ha. Bạn trai giám đốc, ba thấy con nạt nạt vậy là không được. Rồi thôi. Mình con gái, thấy không? Ăn nói phải đàng hoàng. Dạ. Cậu ở lại chơi. Dạ. Có gì em nó không biết là cậu dạy nó. Dạ. Bị hồi trưa má nó mất. Thôi được rồi. Được rồi. Má mất một lần thôi, sao ba cho má mất nhiều lần vậy? Dạ ba cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi nha ba.
Sao vậy? Không vui rồi đó. Làm gì không vui? Ba cũng chấp nhận tụi mình mà, em làm sao anh vậy? Anh xích ra đi. Có ba em ở đây anh làm gì vậy? Rồi ai cho phép anh tự giới thiệu anh là bạn trai của em vậy? Em đã nói gì đâu, ba không biết cái gì hết trơn á. Thôi được rồi, bây giờ giận anh cái gì thì cứ nói đi. Lại đây, lại đây. Lâu lắm luôn rồi mới gặp em luôn á. Em đã nói là anh có thôi ngay đi không? Có ba đây, em không muốn ba thấy những cái hình ảnh như vậy. Ok. Thôi được rồi. Anh qua đây á, chủ yếu là anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm luôn á mới qua đây á. Thôi bây giờ vậy đi. Nếu mà em muốn ba lên đây á, thì cứ để cho ba lên đây đi. Anh mua cho em căn nhà mới. Lúc đó có hai phòng riêng để anh tiện qua lại nữa. Nha. Em nghĩ là căn nhà này cũng đủ chỗ ở cho em và ba mà. Không nhất thiết phải tốn tiền như vậy nữa đâu. Không. Đủ chỗ ở cho em với ba. Nhưng mà còn anh thì sao? Mà quên nữa. Đây nè. Tiền tháng rồi anh chưa đưa cho em. Em cầm đi. Anh cứ giữ đi. Em nghĩ là em không thể nào lấy tiền của anh như vậy hoài được. Em biết là anh còn nhiều việc phải lo mà. Còn gia đình nữa. Em đừng có nói gì chuyện gia đình hết nha. Anh đã hứa với em rồi, đúng không? Ngày trước anh hứa sao bây giờ anh sẽ làm như chen như vậy. Bây giờ em chỉ cần sống thoải mái, mọi thứ để anh lo, được không? Nha. Nha. Sao vậy? Giận anh cái gì hả? Thôi không một cái đi. Thôi. Có ai ngoài cửa kìa, để anh ra mở cửa. Gì vậy? Em. Sao em tới đây? Câu này em phải hỏi anh mới phải chứ. Anh hỏi thì em trả lời đi. Em làm gì có lỗi với anh hả? Em đã nói gì vậy? Lỗi phải gì? Hay là anh có lỗi với em? Chuyện vợ chồng tụi mình, em muốn gì thì về và giải quyết. Em chỉ muốn biết cô gái kia là ai. Đây là Dạ, trợ lý của anh. Anh với cô ta cặp kè với nhau lâu chưa? Ủa em, anh đi làm ở ngoài đã quá đủ mệt mỏi rồi, bây giờ em gây ra áp lực cho anh nữa hả? Tụi anh tới đây á là chỉ để ký hợp đồng thôi, chỉ là công việc thôi. Cầm kè cái gì? Anh Thuận à, em nghĩ chuyện gì thì từ từ nói, anh đừng có lớn tiếng như vậy. Để anh giải quyết. Anh làm việc sao nó mở công ty? Sao anh phải hẹn hò ở đây vậy anh? Đó là chuyện công việc của anh. Sao em hỏi nhiều vậy? Miễn sao anh lo lắng cho em, lo lắng cho con đầy đủ là được rồi. Nhưng đó là tiền của gia đình tôi mà. Anh Thuận. Khoan, em nói anh với Dạ cái vấn đề đúng không? Vậy thì bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà em nói anh với Dạ như vậy? Em thật sự là em chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng mà cho đến khi em thấy được cái đoạn clip hai người vô khách sạn, em có làm gì sai? Sao anh không nói thẳng với em? Anh đối xử với em tàn nhẫn vậy anh Thuận? Sự chịu đựng của đàn bà có hạn thôi anh. Anh đem hết tài sản của gia đình tôi, anh đi đuổi cái con đàn bà đó. Liệp đâu?
liêm gì đâu. Anh còn đủ can đảm mình coi lại sao? Anh đúng là mặt dày đó anh Thuận. Cô cho người theo dõi tôi. Tôi làm lụng nhất giả tất cả công việc. Bây giờ cô cho người theo dõi tôi. Anh nên nhớ, tất cả mọi thứ anh có trong tay đều là của gia đình tôi. Anh không có một cái gì hơn ngoài cái thân xác này. Phải, tôi có được ngày hôm nay là nhờ gia đình cô. Nhưng mà thứ mà gia đình cô đối xử với tôi là cái gì? Là sự coi thường tôi. Tôi bước vô nhà cô, tôi chỉ là một cái thằng tôi, không làm được là cái gì hết. Vậy thì tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà anh có. Để coi, anh đi ra ngoài bằng tay trắng, anh làm được cái gì? Đủ rồi anh Thuận, tôi chịu đựng đủ rồi anh Thuận. Tha cho tôi đi, tha cho mẹ con của tôi đi. Tôi chỉ yêu cầu anh một việc thôi. Nói đi. Anh không được quyền nuôi con. Tôi xin lỗi cô. Nãy giờ vợ chồng tôi có hơi lớn tiếng. Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu mà. Tôi không có trách cô đâu. Trách là trách tôi nè. Tôi không có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng cô cũng nên mừng đi. Nếu như là một người khác thì nãy giờ cô không còn nguyên vẹn đâu. Chúc hai người hạnh phúc. Long. Long. Em không sao hết. Cho anh thời gian đi. Anh về giải quyết việc gia đình, sau tụi mình sẽ đến với nhau nha. Anh thương em thiệt mà dạ. Nha. Nha. Hãy để cho em yên. Hãy để cho em yên. Đi đi. Đi đi! Dạ. Đi! Đi ra khỏi nhà tôi đi! Đi! Nếu như là một người khác thì nãy giờ anh đem hết tài sản
của gia đình tôi. Anh đi nuôi cái con đàn bà đó. Sẽ không hỏi con đang làm cái gì. Bà chỉ hỏi những gì con đang làm, con có hạnh phúc không? Cho con tất cả, nhưng bà sợ rằng con sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Lấy hạnh phúc của người khác để biến thành hạnh phúc của mình thì không bao giờ là hạnh phúc. Những gì con đang làm là con có hạnh phúc không? Con có hạnh phúc không? Con có hạnh phúc không? Câu chuyện nó cũng hơi nhạy cảm, nhưng mà sau khi bàn bạc với nhau thì anh chị em vẫn muốn làm, bởi vì thưa quý vị là mọi vấn đề cần phải được nêu ra. Thưa quý vị, với một cái kịch bản mà chỉ diễn trong vòng mười mấy 20 phút, chúng tôi không nói lên nhân vật nào đúng, nhân vật nào sai. Chúng tôi chỉ đưa ra một câu chuyện bằng tâm tình và những cái nhìn của nghệ sĩ đặt vào cái tình huống đó. Chúc quý vị và gia đình êm ấm hạnh phúc, sức khỏe bền lâu. Cảm ơn mọi người tới ngày hôm nay nha. Nhà của ông bà đẹp thiệt đó. Trời ơi, cưới nhau được 2 năm trời, bữa nay là kỷ niệm ngày cưới. Từ ngày cưới tới giờ mới sắm được cái nhà chứ. Trời ơi, tưởng là mới cưới mà 2 năm rồi sao? 2 năm rồi đó. Vậy tất... thời gian nó trôi nhanh lắm, không cưới thôi chứ cưới cái nó nhanh lắm. Chừng nào cưới? Hả? Sang năm. Sang năm à? Ý, cưới nhớ hú nha. Đám tụi mình thân như thế này, cưới mà không mời còn cái gì gọi là thân thiết nữa. Nên quan trọng là lấy vợ hay là lấy... Lấy vợ. Trêu khoa hoài. Mà hôm nay thì cũng rất lâu rồi chúng ta mà có cơ hội gặp nhau. Thì có món quà tặng hai vợ chồng. Ôi. Ôi trời, hay vậy ta, tinh tế dễ sợ. Cảm ơn nha. Trời ơi, phải đặt quà cáp nữa, mình mở quà được không? Thôi thì cũng... lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Có ly rượu mời hai vợ chồng. Rồi. Rồi, chúc hai vợ chồng lúc nào cũng khỏe mạnh nha, vui vẻ nha. Đây là cặp đôi mà trong nhóm bạn là ai cũng muốn trở thành đấy. Rất là ghen tị, rất là gato. Quá ghen tị luôn. Quá ghen tị với gì nữa. Ê, mà thời xưa đến giờ này còn chưa biết nè. Em, ai cua ai trước vậy? Trời ơi. Thời, đây đây nè, nhìn hình đi. Thời đó hả, em này nó xinh thiệt là xinh luôn, đẹp quá trời đẹp. Mà trời, vợ tôi mà, vợ tốt nào đẹp hết trơn á. Ghen tị quá, ghen tị quá.
À, công việc ông dạo này sao rồi? Nó cũng chán lắm chứ, chỉ tập trung vào công việc thôi, cũng chẳng có một bóng hồng nào xung quanh đâu. Mà thích gái đúng không? Thích gái đúng không? Chắc chắn là rất là mê gái mà chưa chơi nhau cũng biết là rất là mê gái. Sao xưa giờ mê gái quá trời luôn mà chưa có bồ vậy? Chưa có bồ, chẳng hiểu sao nữa. Rồi bà sao? Bà sao? Tôi thì tại vì tôi có nhiều sự lựa chọn á, tôi chọn hơi mệt. Trời ơi. Tôi muốn là có liền à. Thôi bây giờ chọn đại mấy đứa này đi cho khỏe cho rồi. Thôi. Không xài được. Không xài được. Ai chọn cái vậy? Sao không xài được vậy? Không phải gu của tôi. Không phải gu. Thì bạn bè thân thiết với nhau. Là mình vô cái friend zone rồi là mình không có làm người yêu được đúng không? Ê, còn Hồ Hiếu Hận là sao rồi? À. Sao bữa nay nó không tới? Bận đi làm. Nói tôi là hôm nay là phải trực ca đêm. Trời ơi, có thằng. Rồi nói với con nhỏ kia sao rồi? Nhỏ nào ta? Nhiều nhỏ quá đâu biết nhớ đâu. Nhỏ bán gà luộc chờ bà chịu đó. Bậy. Ủa, hết hả? Tôi đâu biết. Tôi đâu có thân với Hiếu đâu. À, này thân với Hiếu nhất nè. Hiếu thì có tâm sự. Tâm sự gì? Có quen một cô cũng làm giải trí. Thì nó biết thì vậy thôi, cũng không biết là tên tuổi hay là thế nào, cũng không có hỏi Hiếu bao giờ, không thấy Hiếu tâm sự. Hiếu cũng là người ít nói mà. Ờ, thằng ấy nó kín lắm. Thằng đó tôi nghi lắm, này nó phải đàn ông á nha. Ui, thiệt quá hả? Ừ, cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng. Mọi người nhắc mà nhớ, mấy hôm trước có đi du lịch cùng. Nhất quyết book bà, book cái phòng riêng, mà nhất quyết là cái book phòng chung, mà phải book cái phòng một giường. Tối nằm ngủ là mệt mỏi luôn. Mệt mỏi là tại sao mệt mỏi vậy? Sáng dậy thấy nhức hết cả người, không biết tại sao. Thật là mệt mỏi luôn. Rồi để trời em có đâu Hiếu đàn ông á. Ê mà sao hai bạn hạnh phúc lúc nào cũng hạnh phúc vậy ta? Trời, hai chồng tôi mà thề non hàng biển chúc cốc đời này mà. Trời ơi, tôi cũng thèm thuồng cái cảm xúc này ghê. Rất là ganh tị đúng không? Ganh tị lắm luôn á. Để mình muốn xây dựng gia đình đấy. Xung quanh ai cũng mong muốn như hai bạn hết luôn á. Nhiều khi nhìn vậy thôi chứ. Trời ơi, lại đầu sáng rồi kìa. Biết đâu nó còn hơn vậy đúng không? Trời ơi, thiệt luôn á. Ý tôi là nhiều khi nhìn vậy thôi chứ. Thôi vô đi, vô. Trời mắc cỡ, nói mà còn mắc cỡ nữa. À, say à, cái rượu này uống mình say à. Ai chà. Lát ai đưa về? Lát là tụi đi về, không ai đưa về hết trơn. Trời ơi, gái đẹp vậy mà không có đàn ông đưa về, chán thiệt chứ. Trời ơi, chán. Tí nữa tôi đưa bạn về. Ê thiệt không? Ê đừng có uống xỉn vô, thấy gái đẹp rồi dụ dụ nha. Nãy giờ uống cũng chạy xe mà đâu dám uống nhiều đâu. À. Tiết lộ bí mật nha, hồi xưa ngồi cạnh Sơn Thạch ở Sơn Thạch có tiết lộ là rất thích Harry hồi xưa. Hồi xưa à? Hồi xưa đấy. Giờ thì hết tết rồi à? Cái thời gà bông á, kiểu mình thời đi học chung thôi, kiểu tích gì kia thôi, kiểu một cô gái mà nói sực lên lớp, kiểu có miệng cũng có cảm thiện. Đúng rồi. Ủa cái này lên lớp, lên lớp hay nói ngọng? Nói ngọng thôi, nói lớp gì? Ủa về thiệt hả? Thôi về, nãy giờ cũng uống rượu quá trời, cũng hơi xỉn nè, mệt. Thôi cũng phải để thời gian cho hai vợ chồng, chứ chẳng nhẽ mình là ở đây cả đêm. Có sao đâu, có sao đâu. Mình cũng ngại, muốn chấp nhận giờ, thấy không? Môi còn xịt. Mà ai mà chịu nổi cái gato thế này, là ai mà chịu nổi tình cảm, tình tứ. Ngồi cái bên mà thấy bực mình chứ. Thôi với lại cũng phải để không gian riêng cho hai vợ chồng đúng không? Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm. 2 năm mà thôi. Nhẹ nhàng thôi nha. Mình nhìn liếc qua mình phải biết, mình phải chừng biết là chừng nào rút chứ. Ừ, thế thôi. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn nha. Không có chi. Trời ơi, cứ mãi yêu nhau như vậy nhá. Thiệt. Rồi bây giờ 2 năm rồi. Bữa nay cố làm đứa nhá. Ủa? Đúng, hai vợ chồng chưa mà. Hôm nay tới rồi, Thôi đi nhanh đi, còn nói gì nữa. Thôi đi nhanh đi, chúng ta không làm phiền nữa nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Rồi, đi về an toàn nha. Yên tâm đi. Mai mốt rảnh ra chơi nha. Anh vô ngủ sớm đi, để em dọn dẹp chút xíu. Em ngồi anh nói chuyện chút. Sao anh không đi ngủ đi? Em nói gì vậy? Nhìn vậy chứ không phải vậy. Em muốn nói cái gì?
Em... Yên ổn của em chịu đúng không? Em không thích đúng không? Em xin lỗi, em... Ngày nào cũng vậy. Ngày nào em cũng phải đưa cái mặt đó ra để làm gì? Ai thương? Lâu lâu người ta mới tới nhà người ta chơi. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Là ý gì? Em chỉ nói sự thật thôi. Giải thoát cho em đi. Ta anh bị chảy máu rồi. Để em. Em đánh ra đi. Nè, em nhìn lại đi cái hình cưới nè. Em nhìn lại đi cái hình cưới nè. Đẹp chưa? Nếu như mà anh cảm thấy sống với em không hạnh phúc gì thì tại sao không giải thoát cho em đi? Mà giải thoát cho chính bản thân anh nữa. Em muốn cái gì cũng được, trừ ly hôn. Trừ ly hôn ra thì em muốn cái gì cũng được. Tôi có lo cho em thiếu cái gì hả? Chả thiếu tôi gì. Tiền không thiếu, nhà cửa không thiếu, địa vị không thiếu. Em cần cái gì nữa? Nhưng mà suốt ngày anh cứ dằn vặt em như vậy hoài là sao? Tôi dằn vặt em cái gì hả? Gia đình em tôi cũng lo, em út em tôi cũng lo. Địa vị của em là ai cho? Là tôi cho. Tại sao suốt ngày phải khóc? Ai nhìn? Ai nhìn mà phải khóc hả? Nhìn tôi nè. Tôi ăn hiếp em lắm hả? Hả? Em làm cho người ta nhìn vô cảm thấy em đáng thương hả? Hả? Để em được cái gì? Em được cái gì? Hả? Bây giờ có bao giờ anh hỏi là em có hạnh phúc không chứ? Có bao giờ em hỏi là vì sao anh lại lấy em không? Vì sao? Vì anh chưa bao giờ yêu em hết. Chưa bao giờ anh yêu em hết. Em hiểu không? Sao anh lấy em làm gì? Tại vì em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tương lai và cuộc đời của anh. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Ngoài ra không có một cái tình yêu nào trong đó. Một cái thằng sinh viên
mới tốt nghiệp. Không có gì trong tay hết. Người ta coi thường. Em sinh ra trong một gia đình quá hoàn hảo, nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu em sinh cho anh một đứa con. Nhưng mà cái điều đơn giản thì em lại làm không được. Anh biết là điều đó em cũng rất muốn mà, nhưng mà em không thể nào tự quyết định được hết. Em đã cố gắng hết sức rồi. Em cũng muốn có con mà. Em yêu anh mà. Lấy nhau 2 năm trời, tôi đã làm mọi thứ để leo lên vị trí mà ai cũng ước ao. Và nhiệm vụ của em đơn giản là lo cho cái gia đình này. Vậy mà em làm không được. Nếu như bây giờ mình không có thì từ từ mình sẽ có. Có nhiều cách để có con mà anh. Hoặc nếu như mà em không thể nào có con được thì anh hãy ly dị em đi. Anh hãy tìm kiếm một hạnh phúc mới đi. Người ta sẽ sinh con cho anh. Còn gì mà phải sống bên em. Mà anh đã nói rồi, em muốn gì cũng được trừ ly hôn. Tại sao? Tại sao? Vì anh không thể mất tất cả được. Anh cố gắng tới giờ phút này, anh sẽ không nhắc lại một lần nữa. Em muốn gì cũng được trừ ly hôn. Với mày bao nhiêu năm nay, tao không ngờ mày là một thằng khốn nạn như vậy.
mày ra ngoài tử tế, nhã nhặn, lịch sự lắm. Mà mày ở nhà mày đánh vợ mày à hả? Mày tâm sự với tao sao? Mày ước có một đứa con hả? Bây giờ mày giết con mày rồi đó. Nhìn vô cảm thấy em đáng thương hả? Em được cái gì hả? Em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho tương lai và cuộc đời của anh. Anh Gia, anh có biết là nó có con không? Nó chưa chắc nó còn nhắm nói anh. Chứ tâm chắc là bị xả thai rồi. Tao không ngờ mày là một thằng khốn nạn như vậy. Mày ra ngoài nhã nhặn lịch sự lắm, mà mày ở nhà mày đánh vợ mày à hả? Bây giờ mày giết con mày rồi đó. 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 Em cũng muốn có con mà. Em yêu anh mà. Thưa quý vị, vừa rồi là một kịch bản nói về cái chuyện này. Mỗi người đều có một áp lực. Tuy nhiên là có những người giải tỏa áp lực đó bằng cái cách là bên ngoài, nhưng mà có những người lại đưa áp lực đó về với gia đình. Điều rất là nguy hiểm. Tại vì gia đình không phải là nơi để mình đem áp lực về. Gia đình là nơi để mình về và mình tận hưởng những cái giây phút riêng tư. Bản thân là một người phụ nữ đã có gia đình rồi thì em rất sợ cái đó gọi là bi kịch trong hôn nhân á. Nó khủng khiếp dữ lắm, và người phụ nữ là cái người mà bị tổn thương nhiều nhất. Giống như một cái người phụ nữ ở trong cái nhân vật này á, là một người phụ nữ mà chịu tổn thương vừa thể xác và vừa cả tinh thần, mà mình không có thể giải thoát được á, là nó còn hơn là sống ở trong địa ngục nữa. Hy vọng là không có một cái mảnh đời nào giống như cái kịch bản này. Đây cũng là một tiếng nói chung, thưa quý vị. Chúng tôi cũng không nói về gia đình nào, nhưng mà tuy nhiên đây là một vở kịch, chúng tôi nêu lên một cái quan điểm. Điều này là đừng bao giờ xảy ra trong cuộc đời. Hy vọng là vậy. Hồ Quốc Hiếu là một người từ đầu tới cuối xem hết thì Hiếu thấy sao? Thì thật sự thì trước giờ Hiếu chưa có coi anh Giang đóng cái kịch bi, bây giờ Hiếu chỉ coi hài thì ngồi cười thì nhiều hơn. Nhưng mà thật ra ngày hôm nay Hiếu rất là bất ngờ khi mà anh Giang anh diễn rất là thật. Tại vì hôm nãy lúc Hiếu thấy là đập đồ như là tay anh Giang có bị chảy máu thật luôn. Nên là không, cái đó là dở. Cái kỹ thuật khi mình quơ á, nãy là trong đầu mình tính hết rồi, mình có đường quơ á. Là sẽ không bị gì hết về kỹ thuật diễn á, nhưng mà không biết sao tự nhiên lúc đó chừng như lại cảm xúc quá, cho nên cái cú quơ đó nó không đúng với những cái gì kỹ thuật, bởi vì lúc đó nó sẽ đi tới với cảm xúc, cho nên mới bị đó là do mình dở chứ không phải là hay ho gì. Không phải dở mà bởi vì anh Giang quá nhập tâm vào cái nhân vật á. Thì ngày hôm nay nói chung là mình ngồi trên mình thấy anh Giang đập đồ là coi như là thật nhất, nãy giờ đập quá trời luôn. Thiết kế ở ngoài ngồi nhìn là thiết kế sóc đồ không à. Chết tôi rồi phá đồ. Thì cái người cũng hiền trong giới nữa là Virus là cũng rất là hiền. Em là được mệnh danh là streamer hiền nhất Việt Nam đó. Vâng. Em thì lúc em xem thật có những cái khoảng thời gian lúc mà em rời khỏi sân khấu đoạn đầu em ở kia em đứng thì lúc em cảm giác em dưng em phải phẩy cho đỡ. Thì nước mắt có cái lúc mà hai người đang dằn mặt em tự nhiên em có cảm giác em bị sợ đấy. Tức là em cảm giác em bị sợ là nếu như em gặp phải trường hợp đấy. Rơi vào đấy đúng không? Vâng. Lúc em nhập tâm quá em cũng dưng nước mắt, mà em bị lo sợ là em sẽ phải để ý ngay chuyện đấy từng tiểu tiết khi em lập gia đình để không mình không rơi vào hoàn cảnh đấy. Thế tiền em thì cái lúc mà em đang ngồi xem á, lúc mà anh tự diễn á, em thấy là khi mà xem các anh chị diễn ở đây là em được học hỏi rất là nhiều về cái khả năng diễn xuất của mọi người. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà em nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều người ta muốn lên tiếng mà không thể nào mà người ta nói ra được. Và em hy vọng rằng là nếu như mà ai mà có lỡ thì nên nói chuyện với nhau nhẹ nhàng thì sẽ là dễ được lòng nhất.
Đúng như vậy. Em là em ghét nhất là bạo hành trong gia đình đó. Thà nhậu xỉn ngủ đúng không? Đúng, nhậu xỉn ngủ. Còn mà đánh mình rồi, đánh mà em tức, cái em tức ở đây là cái người vợ á. Những cái gia đình, em biết có những gia đình là tại sao người vợ họ bị bạo hành mà họ vẫn có thể nhẫn nhịn từ năm này qua năm nọ được. Em không chấp nhận được. Đó có nhiều lý do. Thời gian chương trình chúng ta chắc không đủ để mà giải thích được tất cả mọi thứ. Nói chung là hôm nay cho em hỏi một câu cuối là trong cái trường hợp này, ví dụ như không có, em nghĩ là con cũng có bác sĩ rồi cũng sẽ giải quyết được cho ta. Có bác sĩ tâm lý. Không không, ý là nếu mà vợ chồng mà lỡ mà có đẻ không được thì cũng có nhờ bác sĩ rồi. À, cái đó thì chúng tôi sẽ làm một tập khác. Dạ. Nó cũng không liên quan tới cái tập này lắm. Anh Giang. Bởi vì đây đang nói về cái vụ hai vợ chồng với nhau thôi hả? Tại vì em coi em ngồi suy nghĩ là cái ủa sao khoa học bây giờ hiện đại lắm mà sao điện cãi nhau chúng ta, này làm gì chúng ta chưa bàn tới lý do vì sao có con và không có con. Chúng ta chỉ đang đó là một cái cớ để xảy ra vấn đề ngày hôm nay thôi. Dạ. Lúc em xem kịch thì em bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ bản thân, nhưng mà lúc em đứng cạnh Hiếu bắt em cảm thấy mỗi lần anh Hiếu chuyện gì hỏi gì em sợ Hiếu hỏi cái đúng gì rồi, đấy sợ. Khác với cả em suy nghĩ quá, nhưng mà tất cả những gì anh Hiếu hỏi thì đều nhưng em mà em có hai quan điểm ở trong cái này là một là anh Giang diễn rất giỏi, hai là chị Dạ là em rất là bất ngờ. Bởi vì chị Dạ rất là nhỏ nhưng mà lúc mà em bế chị Dạ rất nặng nha mọi người nha. Trời ơi, tôi nghĩ trong đầu ST là em rất là bất ngờ vì chị Dạ diễn cái cảnh rất là đau thương này quá. Không, bất ngờ. Ờ, cái câu nói của em là anh bất ngờ. Thôi, cái đó là em mới nhận xét thôi chứ chắc nặng xương vậy ha. Không, Dạ cũng là cũng nặng ha. Thôi, đợi lần sau em bế chị. Các vai khác cứ để em bế chị. Hồi nãy là chị giao nhiệm vụ là em bế chị mà. Em định nhân nên không nổi, em mới cho anh ST nhân. Nói chung là thông qua kịch này thì em cũng muốn gửi lại cho quý vị khán giả là hai vợ chồng gây lộn thì làm ơn nói chuyện nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng là càng tốt. Tại vì bình thường là vợ chồng tân hôn thì bên Hàn Quốc thì có học về hai vợ chồng nếu gây lộn thì phải cư xử như thế nào. Thì bên đó có chỉ cho em một cái là nếu mà gây lộn thì hai người nắm tay nhau xong gây lộn. Tự nhiên nắm tay nhau xong không gây lộn được anh. Tự nhiên không có nói lớn tiếng được. Tự nhiên nắm tay xong mình cảm nhận được cái sự ấm áp của người đối phương. Xong rồi thì mình cũng nói chuyện, anh làm gì em buồn đó, kiểu như vậy. Xong rồi thì em thấy hai vợ chồng bình thường là không có gây lộn kiểu như là lớn tiếng, đập đồ là chưa bao giờ có một lần nào hết. Thì Harry cũng nghĩ là hai vợ chồng phải ráng giữ gìn hạnh phúc. Muốn giữ gìn hạnh phúc thì càng nói chuyện nhẹ nhàng khi mà mình bực bội hay là buồn bã. Thưa quý vị, vừa rồi là một góc nhìn riêng của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu gửi đến quý vị. Mong quý vị ủng hộ và yêu thương chương trình nhiều hơn nữa.